Ngọc thơ Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc muốn lập căn cứ gián điệp ở Cuba. AFI tiếng Việt ngày 9 tháng 6 loan tin báo Mỹ, Trung Quốc dự trù lập một căn cứ gián điệp ở Cuba. Theo đó báo chí Mỹ hôm 8 tháng 6 đưa tin, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật với Cuba để thiết lập một căn cứ gián điệp trên hòn đảo nằm kế bên Hoa Kỳ nhưng cả Washington lẫn là Habana đều bác bỏ thông tin này. Hình ảnh bản tin trên AFI. Cụ thể, AFI cho biết nhật báo The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ở Mỹ loan báo có một thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Cuba dự trù thiết lập một trạm nghe lén điện thoại trên hòn đảo chỉ cách bờ biển bang Florida 200 km. Bang này là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Hoa Kỳ. Tờ báo Mỹ cho biết Bắc Kinh sẽ trả cho Cuba nhiều tỷ đô la để xây dựng cơ sở nói trên. Theo AFI, hãng tin AFP và kênh truyền hình CNN trích dẫn các nguồn tin thân cận với giới tình báo Mỹ cũng đề cập đến thỏa thuận giữa Trung Quốc với Cuba, nhưng họ không chắc là Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng căn cứ đó hay chưa. AFI cho rằng chủ tịch Tập Cận Bình đang mở rộng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên khắp thế giới để cạnh tranh với quân đội Hoa Kỳ hiện đã có mặt ở khắp Nam Châu. Nhưng việc thiết lập một căn cứ của Trung Quốc tại Cuba gần bờ biển Florida sẽ là một bước mới của Bắc Kinh và Washington sẽ xem đây là một mối đe dọa chưa từng có đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 6, Nhà Trắng qua lời phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã cho rằng thông tin của The Wall Street Journal về căn cứ gián điệp của Trung Quốc ở Cuba là không đúng sự thật. Về phần phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Pat Ryder cho biết chưa có thông tin nào về việc thiết lập bất cứ một căn cứ gián điệp nào của Trung Quốc ở Cuba. Tướng Ryder khẳng định Hoa Kỳ vẫn liên tục theo dõi quan hệ giữa Bắc Kinh với La Habana. Trong khi đó, AFI dẫn tin từ hãng tin AFP cho hay một thứ trưởng ngoại giao của Cuba ngày 8 tháng 6 đã ra một thông cáo rằng những thông tin này của The Wall Street Journal là dối trá và không có cơ sở. Vị Thứ trưởng này khẳng định Cuba không chấp nhận bất cứ sự hiện diện quân sự nào của nước ngoài tại khu vực Mỹ Latin. Về phần Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân hôm 9 tháng 6 cáo buộc Hoa Kỳ phao tin đồn về căn cứ gián điệp ở Cuba, đồng thời yêu cầu Washington ngưng can thiệp vào chuyện nội bộ của Cuba, AFI cho hay. Hình ảnh thông tin về người giúp Trung Quốc thiết lập đồn cảnh sát bị bắt tại Mỹ. Trước đó, vào giữa tháng 4 năm 2023, Mỹ đã bắt giữ hai người Mỹ gốc Trung vì giúp chính phủ Trung Quốc lập đồn cảnh sát nhắm vào những người chỉ trích Bắc Kinh. Báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 4 cho hay, hai người bị bắt giữ là Lu Chiang Wang, 61 tuổi và Chen Jinping, 59 tuổi, bị cáo buộc có âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc mà không thông báo cho chính quyền Mỹ và cản trở công lý. Bên ngoài hai người này lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận, tự xưng là nơi cung cấp địa điểm tụ tập xã hội cho những người đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Trước đó nữa, hồi tháng 9 năm 2022, Safeguard Defenders, một tổ chức về quyền con người có trụ sở tại châu Âu, đã công bố một báo cáo tiết lộ sự hiện diện của hàng chục trạm dịch vụ của cảnh sát Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có thành phố New York của Mỹ. Tháng 11 năm 2022, giám đốc FBI Christopher Gray từng nói rằng việc chính phủ Trung Quốc cố gắng thiết lập sự hiện diện của cảnh sát tại Mỹ là điều đáng phẫn nộ, đồng thời cho rằng đây là hành vi vi phạm chủ quyền phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn. Trong khi đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington – thừa nhận sự tồn tại của các trung tâm do tình nguyện viên điều hành ở Mỹ, nhưng cho biết chúng không phải là đồn cảnh sát hay trung tâm dịch vụ cảnh sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Trung Quốc muốn lập căn cứ gián điệp ở Cuba. Buộc thôi việc một người đang ở trong trại giam. AFA tiếng Việt ngày 9 tháng 6 loan tin kỷ luật buộc thôi việc cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản theo đó, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã bị kỷ luật buộc thôi việc do có khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Quyết định buộc thôi việc đối với ông Nam do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký và được truyền thông loan tin trong ngày 9 tháng 6. Hình ảnh tin trên AFA. Theo quyết định AFA cho biết ông Nam bị buộc thôi việc do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam được thực hiện từ ngày công bố quyết định 735 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Vũ Hồng Nam. Theo AFA, ông Vũ Hồng Nam được xác định là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Quyết định nêu rõ vi phạm của ông Vũ Hồng Nam đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao. Tháng 12 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ đối với ông Vũ Hồng Nam liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Ông Vũ Hồng Nam sinh năm 1963 tại Nam Định. Vào năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Từ tháng 8 năm 2018, ông Nam được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, AFA cho hay. Quyết định buộc thôi việc được đưa ra ở thời điểm này có phần khá kỳ lạ. Bởi vì ông Vũ Hồng Nam đã bị bắt tạm giam từ tháng 12 năm 2022, như vậy không lẽ ông Nam ở trong trại giam mà vẫn tiếp tục làm việc. Những người cùng bị bắt với ông Nam có bị buộc thôi việc. Hình ảnh cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam. Được biết vụ chuyến bay giải cứu đến nay đã có 51 người bị khởi tố, trong đó có rất nhiều cán bộ ngành ngoại giao, những lãnh đạo cao cấp của ngành ngoại giao bị bắt giữ, ngoài ông Vũ Hồng Nam có thể kể đến như ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý cựu phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, ông Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola. Vụ án này còn khiến cựu phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh mất chức vì phải chịu trách nhiệm chính trị. Ngoài ra, vụ án này còn liên quan đến các quan chức địa phương và các bộ ban ngành khác. Chuyến bay giải cứu là một trong những vụ đại án tham nhũng của Việt Nam trong năm 2022. Vụ án này xảy ra trong giai đoạn 2020-2021 khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh toàn cầu. Ở thời điểm ấy, Việt Nam và hầu như các quốc gia đều tạm dừng các chuyến bay thương mại nhưng nhu cầu của người Việt ở nước ngoài mong muốn được về nước rất lớn, do đó chính quyền đẻ ra các chuyến bay nhân đạo mang tên giải cứu. Tùy mang danh nhân đạo, mang danh giải cứu, nhưng giới chức ngoại giao đã bày ra những thủ tục rất rườm rà, rắc rối, giá vé thì bị đẩy lên rất cao để trục lợi. Kết quả điều tra của cơ quan công an được truyền thông nhà nước công bố cho thấy đã có gần 2.000 chuyến bay giải cứu được thực hiện, mỗi chuyến những kẻ liên quan bỏ túi vài tỷ đồng người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ này là ông Phạm Trung Kiên, nguyên thư ký thứ trưởng Bộ Y tế với số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng đây cũng là vụ án tham nhũng có mức truy tố cao nhất từ trước đến nay với 18 người bị truy tố ở khung từ 20 năm đến trung thân hoặc tử hình quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin buộc thôi việc một người đang ở trong trại giam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d